Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình xuống nhà em trai thịt con lợn chuẩn bị Tết đây. Con heo này nuôi được mấy năm đấy nhỉ? Hải Khánh à? Con này 2 năm. 2 năm à? Không biết gì đâu. Lợn chạy lôi. Lợn thể hình. Lợn rừng. Bây giờ trắng rồi. Mà dài rồi đấy, con này khoảng 2 mét sao ấy nhỉ? Các bạn nhìn điện thoại của mình. Đấy là. Không vừa đâu. Cho má xi đâu mà. Kẻ con thò từng hơi kẻ. Quá đó, không hóa à. Chứ mày kiểu sao thì nó vừa ha. Muốn mi tai của thằng Nam muốn mày thằng bên nó te thằng bên á. Nóng hổi Tây Nguyên. Được á. Đấy. Tắm cho nó đơn quấy. Rồi phanh nó ra. Phanh. Mùi này nó không phải siêu nạc mà là nó siêu trộm. Cái này nó siêu chạy đồi. Giếng mấy khoan thì vơm nhiều nhiều vào. Họ móm của anh Trư kìa. Các bác ơi. Đấy. Phét đố muối cho nó cay. Đây. Bất bản đấy à? Rất
con nói kìa. Em bản mà lợn lợn nhà mình thả rông mà. Lợn chứ kìa. Cá la men này không phải là tám quần đâu nhá. Tất khá đó. Tất khá là lóc không? Sáng mắt cứ khá thôi đấy. Con sáng mắt ăn cứ làm quần. Bùi à? Được. Mới dậy kìa, mới dậy lắm kìa. Tất khá thôi. Tất khá thôi. Đọc như là con trâu con bò ấy nhỉ? Không, xe nó xảy đi, xe đi, xe đi. Ôi, con xe nó xảy đi, xe đi. Vâng, xe đi. Min min á. Này nó xài cú này, này nó xài nó xài cú này. Xe nào xe đi. Ôi rồi rồi, ôi rồi, ôi rồi, thịt mà. Lợn mạt. Lợn mạt mà. Cái này nó lợn mạt nó như thế. Đây, củ cốc của nó đây. Ok, thank you. Cảm ơn các bạn. Đấy, hai người đẹp tay bác này. Làm mùi đợi. Chào các anh em nhé. Còn ông thấy sao em cầm lên. Những nỗi nhớ trong anh. Không khẩu có cá gì nào.